Chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 11, phần Communication. Trong tiết học này, các em sẽ có 5 hoạt động. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng cô đọc một số từ và cụm từ. Trong bài, chúng ta có một số cụm từ và từ dùng để đưa ra và đáp lại những tin tức hay. Giving and responding to good news. Đó là những từ và cụm từ sau đây. Great news for us. Great. Congratulations. Và bây giờ là một số từ vựng của bài. Unbelievable. Bulletin board. Notice board. Vending machine. Complain. Microsoft Teams. Concentrate. Platform. User friendly. Limitation. Time limitation. Free packet. Feature. Useful feature. Encounter. Amazing. Amazing tools. Security matter. Extra class. Hoạt động số 1, lắng nghe và đọc bài đối thoại. Các em hãy chú ý vào những câu được làm nổi bật. Thì những phần được làm nổi bật ở đây chính là những từ và những câu mà chúng ta dùng để đưa ra và đáp lại về tin tức hay. Trước tiên, chúng ta sẽ quan sát vào bài và lắng nghe theo máy. Great news for us! We'll have school clouds, so we won't have to carry lots of books to school. Great! And I won first prize in the essay contest and got an iPad so I can read books from the school clouds. Congratulations! Các em vừa lắng nghe theo máy. Bây giờ chúng ta cùng xem lại nội dung của bài đối thoại. Great news for us. We'll have school clouds, so we won't have to carry lots of books to school. Tin hay cho chúng ta đây, chúng ta sẽ có phần lưu trữ đám mây của trường, bởi vậy chúng ta sẽ không phải mang quá nhiều sách vở tới trường. Great, thật là tuyệt vời. And I won first prize in the essay contest. And I got an iPod so I can read books from the school clouds. Còn mình thì đã chiến thắng được giải nhất trong cái cuộc thi viết bài luận và mình có một cái máy tính bảng. Bởi vậy, mình có thể đọc sách trong phần lưu trữ đám mây của trường. Congratulations, chúc mừng bạn nhé. Yêu cầu hoạt động số 2, làm việc theo cặp. Các em hãy đưa ra những tin tức và phần phản hồi với tin tức trong các tình huống dưới đây. Thì chúng ta sẽ có hai tình huống. Situation 1, tình huống 1. You tell your classmate about the new vending machine at your school. Em nói với bạn của mình về cái máy bán hàng tự động ở trường của em. Situation 2, tình huống số 2. You tell your classmate about a new laptop that your dad gave you on your birthday. Nói với bạn em về một cái laptop mới mà ba của em đã tặng em trong ngày sinh nhật. Và đối với hai tình huống này thì cô sẽ có phần gợi ý cho các em như sau. Ví dụ như ở tình huống 1 là của bạn Nga và Phong, với tình huống số 2 là của Mai và Thu. Great news for us. Our school will have a new vending machine next to the bulletin board. Có tin hay cho chúng ta đây. Trường của chúng ta sẽ có một máy bán hàng tự động ở bên cạnh bảng tin. Great, thật là tuyệt vời. Và tình huống số 2. Hey, Thu, unbelievable, my dad gave me a new laptop on my birthday. Great, happy birthday to you, Mai. Thu này, thật không thể tin được, ba của mình đã tặng cho mình một máy tính sách tay mới trong ngày sinh nhật. Thật là tuyệt, chúc mừng sinh nhật bạn nhé, Mai. Hoạt động số 3, làm việc theo cặp, đọc bài đăng từ một vài bạn học sinh về việc học trực tuyến và hoàn thành vào bảng sau đây. Trước tiên thì chúng ta đọc các bài đăng. Phần số 1 là bài đăng của bạn My. Our teacher uses Zoom to teach, but some students don't have computers or smartphones. Others complain about the poor connection. I also feel more stressed when learning online. Giáo viên của chúng tôi sử dụng ứng dụng Zoom để dạy, nhưng một vài bạn học sinh thì không có máy tính và điện thoại thông minh.
Một vài bạn khác thì phàn nàn về sự kết nối kém và tôi thì cũng cảm thấy rất là áp lực khi học trực tuyến. Và tiếp theo là phần bài đăng của bạn Tom. Our teacher uses Google Meet for video conferencing. It's quite convenient and we don't have to get up early. Still, I prefer to study face to face. I want to see my classmates. Giáo viên của chúng tôi sử dụng ứng dụng Google Meet để học trực tuyến. Nó rất là tiện lợi và chúng tôi không cần phải dậy sớm. Nhưng tôi thì lại thích học trực tiếp hơn. Tôi muốn gặp những người bạn của mình. Và tiếp theo là phần của bạn Phong. We use Microsoft Teams. I don't like online learning. My eyes get tired. I can't concentrate well. But online learning helps us become more independent. Chúng tôi thì dùng ứng dụng Microsoft Teams. Tôi không thích học trực tuyến. Mắt của tôi thì bị mệt mỏi. Tôi không thể tập trung tốt. Nhưng việc học trực tuyến thì giúp cho chúng tôi trở nên là tự lập hơn. Và cuối cùng là phần của bạn Nick. We use Zoom to discuss and share ideas. We interact in breakout rooms. It also helps us avoid traffic jams. But I'm not happy about the internet connection at times. Chúng tôi dùng ứng dụng Zoom để thảo luận và chia sẻ ý kiến. Chúng tôi tương tác ở những phòng chia nhỏ. Ứng dụng này cũng giúp cho chúng tôi tránh được sự tắc đường. Nhưng tôi thì đôi khi cũng không hài lòng về sự kết nối Internet. Đó là phần những bài đăng của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ dựa vào nội dung này. Các em hoàn thành vào bảng sau đây. Trong bảng thì có hai cột. Cột thứ nhất chúng ta sẽ nói về những cái lợi ích. Đó là những lợi ích của việc học trực tuyến. Thì các em sẽ có các ý từ 1 đến 4. Chúng ta sẽ lấy những cái ý trong bài đăng của các bạn vừa rồi để chúng ta hoàn thành vào đây. Và cột thứ hai đó là problems, đó là những vấn đề, những cái mặt tồn tại của online learning, việc học trực tuyến của các bạn vừa rồi để chúng ta viết vào đây. Và các em sẽ có 5 ý. Ở phần này các em có thể tạm dừng video và tập làm trước khi tham khảo đáp án trên màn hình các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta có thể cùng cô tham khảo các đáp án sau đây. Ở cột thứ nhất, benefits, lợi ích. Ý đầu tiên, it's convenient, nó rất là tiện lợi. Và ý số 2, students don't have to get up early. Các bạn học sinh thì không cần phải dậy sớm. Thì chúng ta có thể thấy được đó là phần bài đăng của bạn Tom. It's quite convenient and we don't have to get up early. Nó rất tiện lợi và chúng ta không phải dậy sớm. Ý số 3, nó giúp cho các bạn học sinh trở nên là tự lập hơn. It helps students become more independent. Và chúng ta có thể xem ở đây, đây là phần bài đăng của bạn Phong. Và ý số 4, it helps students avoid traffic jams. Nó giúp cho học sinh tránh được sự tắc đường. Thì ý này nằm trong phần bài đăng của bạn Nick. Tiếp theo là những ý trong phần problems. Ý số 1, some students don't have computer or smartphones. Một vài bạn học sinh thì không có máy tính và điện thoại thông minh. Ý số 2, the internet connection is poor. Kết nối internet kém. Ở cột số 2 này thì trên màn hình nó bị mất chữ ở phần bên phải. Các em có thể mở lại sách giáo khoa để các em xem lại nội dung. It makes some students feel stressed when learning online. Nó làm cho các bạn học sinh cảm thấy mệt mỏi khi học trực tuyến. Ý tiếp theo là students can't meet their classmates. Học sinh không thể gặp được bạn cùng lớp của mình. Và ý số 5, some students get tired eyes and they can't concentrate well. Một vài bạn học sinh thì sẽ bị mỏi mắt và họ không thể tập trung tốt được. Bài tập 4, làm việc theo nhóm. Chúng ta hãy nói về một nền tảng mà chúng ta sử dụng cho các tiết học trực tuyến hoặc là một cái nền tảng nào đó mà em biết những lợi ích và những tồn tại khi sử dụng chúng là gì. Các em có thể theo dõi phần gợi ý sau đây. The platform I used for online classes is Zoom. It is really user-friendly but has a time limitation if you are on a free package.
Nền tảng mà tôi sử dụng cho những tiết học trực tuyến đó là Zoom. Nó thực sự là thân thiện với người dùng, nhưng cũng có cái sự hạn chế về thời gian nếu như mà bạn dùng cái gói miễn phí. Và Phong thì nói như sau: I also prefer Zoom for its useful features. However, I sometimes encounter technical difficulties such as poor video or audio quality. Tôi thì cũng thích nền tảng Zoom hơn vì những cái đặc điểm hữu ích của nó. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng tôi cũng gặp phải những cái vấn đề về kỹ thuật, ví dụ như là chất lượng về video hoặc là âm thanh kém. Còn bạn Lan thì nói như sau: I actually often use Microsoft Teams. It has some of the most amazing tools for online learning, but I am a bit worried about the security matters. Thực ra thì mình thường sử dụng cái nền tảng Microsoft Teams. Nó có những công cụ rất là tuyệt vời cho việc học trực tuyến, nhưng mình thì cũng hơi lo lắng một chút về vấn đề bảo mật. Đó là gợi ý cho các em ở hoạt động số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 5. Phần này, các em sẽ thuật lại câu trả lời của một trong những thành viên của nhóm em trước lớp. Chúng ta có thể xem ví dụ. Lan said that her extra class used Microsoft Teams. Lan nói rằng lớp học thêm của cô ấy sử dụng cái ứng dụng Microsoft Teams. She said that she and her classmates found it difficult to use. Cô ấy nói rằng cô ấy và những người bạn của mình thì thấy ứng dụng này rất là khó sử dụng. However, it is convenient to have online classes on Microsoft Teams when the weather is bad. Tuy nhiên thì nó cũng rất là tiện lợi khi mà học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams khi thời tiết xấu. Và chúng ta cũng có thể tham khảo với phần gợi ý sau đây. Phong said that his online classes used Zoom. Phong nói rằng những tiết học trực tuyến của cậu ấy đã dùng nền tảng Zoom. He prefers Zoom for its useful features. Cậu ấy thích nền tảng Zoom hơn bởi vì những cái đặc điểm hữu ích của nó. However, he said that he sometimes encountered technical difficulties such as poor video or audio quality. Tuy nhiên thì cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy thỉnh thoảng gặp phải những cái vấn đề về kỹ thuật như là chất lượng video hoặc là âm thanh kém. Cũng ở bài số 5 này thì cô sẽ gợi ý cho các em một phần nữa như sau. Phong said that he likes the Zoom platform for his online classes because it has so many useful features. Phong nói rằng cậu ấy thích cái nền tảng Zoom để học trực tuyến bởi vì nó có rất nhiều những đặc điểm hữu ích. It's really convenient because they don't need to go to class. Nó rất tiện lợi bởi vì học sinh không cần phải tới lớp học. However, the Zoom platform sometimes has technical problems such as poor audio and video quality. Tuy nhiên thì nền tảng Zoom thỉnh thoảng cũng gặp phải các vấn đề về kỹ thuật như là chất lượng về video hoặc là âm thanh kém. Đó là gợi ý của cô cho hoạt động số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay, Communication của bài số 11. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.